cháu thì nó chế cái đèn này ra thì tôi thấy thì nó ngon hơn cái vụ mà cái đèn để đội đầu, thì như mình để dưới mặt nước á, như nó không có chìm. Cái đèn đội đầu á, nhiều khi á, mình nó để nó rớt dưới sông á, như dưới mương thì có thể mình không xài được. Tiện lợi và dễ sử dụng, nhưng ít ai biết rằng sản phẩm này là ý tưởng sáng tạo của một học sinh lớp 11. Điều đặc biệt hơn khi người học trò ấy có cuộc sống đầy khó nhọc và lắm khi gọi là bi kịch của cuộc đời. Nhưng vượt qua những góc tối, ánh sáng niềm tin luôn được em thắp lên để hòa nhập cùng bạn bè trên con đường học vấn. Các bạn cùng lớp 11A2 đã quen với cách giải những bài tập khó của bạn Lê Huỳnh Trung Tính. Nhưng nếu như vốn kiến thức của Tính làm các bạn và thầy cô tin tưởng, thì cuộc sống nhiều vất vả của em làm nhiều người phải chạnh lòng. Em cảm thấy như là thương em ấy lắm, như là tội nghiệp cho hoàn cảnh em đấy đó. Cùng trang lứa mà phải thua thiệt với bạn bè, mặc dù cái khả năng học tập có tốt, nhưng các điều kiện khác thì lại không đủ như mấy bạn. Cùng với tình thương của thầy cô, các bạn dành cho mình, thì bao năm qua Tính còn được đến trường là nhờ tâm hồn trong sáng và niềm tin ở ngày mai. Chính sự nhiệt tình, cần cù, chăm chỉ nên em được vào giúp việc ở quán cơm này. Buổi trưa bán ở đây có khi đến hơn 12 giờ. Mệt thì có mệt, nhưng được bữa cơm bằng chính sức lao động của mình, với Tính vậy là đã quý. Quê ở tỉnh Thừa Thiên Huế, vì gia cảnh khó khăn, 40 năm trước bà Phạm Thị Năm cồn cả theo gia đình vào Nam. Những tưởng cuộc đời bớt khổ, nhưng rồi những thăng trầm của cuộc mưu sinh, rồi bao biến cố bệnh tật, mà cho tới giờ cả nhà bà chỉ đùm túm nhau trong căn phòng trọ chưa đầy 20 mét vuông. Một bàn tay đã không còn lành lặn do một lần làm kẹo, bà té vào thùng đường đang sôi. Gần tuổi 70, nhưng bà chính là trụ cột, bởi cha mẹ Tính vì làm ăn thất bát phải đi tận Côn Đảo làm thuê, một năm ngày Tết mới về. Nhà có ba chị em, nhưng chỉ có Tính và em gái được học hành. Còn người chị lớn, từ khi ra đời đã bệnh bại não nên ngờ ngợt, ngây ngô. Đời người dùng dục trôi nhanh, bà Phạm Thị Năm sớm chiều chỉ mong con cháu được đủ đầy. Nhưng điều đó đối với bà dường như quá sức. Chỉ có khoản tiền 600.000 đồng mỗi tháng do cha mẹ Tính gửi về từ Côn Đảo, thì ba bà cháu không còn nguồn thu nhập nào khác. Để giảm bớt chi tiêu trong nhà, mỗi ngày bà nhặt nhạnh giỏ dừa, làm củi, nấu cơm. Xem đó như là một cố gắng nhỏ để con ở xa bớt phần gánh nặng. Tóc bà giờ mỗi ngày thêm bạc bởi những buồn lo về biến cố gia đình liên tục xảy ra. Tai nạn lần đó cha cháu chợ mà khách về, đi về rồi bay lên 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 dốc cầu á,
chở lên dốc cầu thì chạy lên dốc cầu thì nó tuột xuống mà nó bị bể xe bên trước á, thành thường té xuống thì cha cháu nó bị chồng cái tay, bị chọ cái tay á, nó bị gãy xương đòn. Xin về mà bệnh viện tỉnh Vị Thanh, Hậu Giang để mổ á, mổ mới sắp lại xương lại á, mổ ra lại xương nó sắp lại. Thời gian cha cháu nó mổ thì mới mổ được về được chưa được một tuần lễ nữa thì bà nội cháu mất. Ôi khổ chuyện này rồi, cho chồng chắc chuyện khác. Vậy trong nhà có nhiều biến cố quá à, mà tuổi cô cũng lớn rồi, thì cô có những cái lo lắng như thế nào cho cuộc sống bà cháu cũng như việc học hành của em Tính à? Cô cũng đau lòng lắm, buồn cho cháu mình tại việc số phận vậy, cha mẹ nó khổ đó, con cháu mình vậy mình phải chịu nhiều cái buồn lắm, tủi thân cho cháu lắm, nhiều cái vô đó hợp. Cô đâu rồi, cô đã họp đại hội phụ huynh học sinh á. Cô bố thầy cha mẹ tại vậy, con cháu này vậy mà thầy con cháu mình vậy đó. Cô khóc tại lớp luôn. Cô tuổi thân cho cháu mình, tuổi thân lại cho mình. Mình là mong làm bà, mong giúp gì được cho con cháu. Chỉ mới 16 tuổi, nhưng từ khi biết cảm nhận về cuộc sống này, Tính đã nghĩ rằng đôi vai mình phải luôn mạnh mẽ để san sẻ cùng bà những lo toan. Lo vì xa vắng mẹ cha, lo vì người chị gái đã đến tuổi trưởng thành nhưng không đủ lớn. Chuyện buồn nhiều hơn những niềm vui, nhưng bởi Tính là niềm tin duy nhất của cả gia đình, nên em luôn cố gắng trong học tập. 10 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi là kết quả nỗ lực không ngừng nghỉ của cậu học trò nghèo. Mỗi khi nhớ cha mẹ là con thường học bài, làm bài tập. Con cũng gắng phấn đấu, cũng học. Chủ yếu là tập trung vào học để sau này gán có công ăn việc làm để nuôi lại ngoại với ba mẹ. Nhìn con xanh xao như vậy thì không biết là hiện tại tình hình sức khỏe của con như thế nào? Lâu lâu con cũng bị mệt, năm rồi con bị xỉu. Thì gia đình cũng con không chịu đi khám. Mà ở nhà với mấy ông cậu thì rồi nói là con bị bệnh tim. Tại sao mà con không chịu đến bệnh viện khám để biết cái bệnh tình của mình để có thể là điều trị kịp thời? Dạ, con sợ hoàn cảnh gia đình với không có chi phí. Cho nên con cũng không muốn đi, con không muốn mẹ, ba mẹ con tốn tiền với lo lắng. Như vậy thì trong cái quá trình học thì nhiều khi là sức khỏe nó có ảnh hưởng tới việc học của con không? Dạ có, nhiều khi học mà mệt quá là con cũng không có học nổi nữa, nhưng mà cũng phải gán. Không chỉ học tập giỏi, Tính còn là thành viên nòng cốt của đội trống kèn thuộc nhà thiếu nhi thành phố Vị Thanh. Cậu học trò luôn tràn đầy lòng tin và nhiệt huyết để làm tốt công tác xã hội. Dẫu trái tim em nhiều lần đau thắt vì bệnh tật, dẫu cuộc sống khá nghèo, vây kín tuổi thơ. Ngoài giờ học, Tính còn mày mò, nghiên cứu khoa học. Đây là sản phẩm em đạt giải nhì tại cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Hậu Giang năm 2013. Như mấy cái đèn khác thì mình mua về mà mình lỡ làm rớt xuống nước thì nó sẽ hư, nó sẽ tắt, không có sử dụng được nữa. Còn cái đèn của con làm thì khi mình nó có thể để trên mặt nước nó nổi, và khi nó không có hư khi bị xuống nước. Chiếc đèn nổi do Tính chế tạo ra giúp ích rất nhiều cho những nông dân giăng lưới bắt cá trong đêm tối. Tính luôn nghĩ đến mọi người, muốn đóng góp sức mình cho xã hội. Những việc làm dù nhỏ nhưng chở theo hoài bão lớn của cậu học trò nghèo vào nghị lực. Hoa lớn.
Trên con đường gập ghềnh lan lỗ nước mưa, bước chân Tính vẫn mỗi ngày vượt qua thử thách để theo đuổi ước mơ, tìm tri thức, xây đắp cuộc đời. Giọt mồ hôi thấm đẫm dòng sông chớ phù sa, lúa chớ mình ngậm sữa lớn nhanh đắp công. Những học trò Hoa Lúa dù hoàn cảnh có khác nhau nhưng đều có điểm chung là niềm say mê học vấn. Em Lê Quỳnh Trung Tính, cậu học trò dễ mến, luôn mong muốn đem kiến thức đã học để giúp đời. Hãy đồng hành với chương trình Hoa Lúa giúp bạn ấy vượt qua khó khăn hiện tại và có tương lai tươi sáng. Thưa quý vị và các bạn, mới đây Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang và nhà tài trợ là Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam VFC đã tổ chức trao học bổng cho em Nguyễn Chí Nguyện, học sinh lớp 11H, trường Trung học Phổ thông chuyên Dị Thanh. Buổi lễ trao học bổng được tổ chức trang nghiêm tại sân trường. Ông Nguyễn Thế Triều, Phó Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang biểu dương thành tích học tập giỏi, nghị lực vượt khó của em Nguyễn Chí Nguyện, tinh thần hiếu học của gia đình và tri ân đến các thầy cô giáo đã dạy em nên người. Suất học bổng 20 triệu đồng của Công ty Cổ phần Khử trùng Việt Nam VFC là sự động viên kịp thời đến em. Cái phần học bổng của em Nguyễn Chí Nguyện này đến với em là giúp cho em vượt qua trong cái giai đoạn rất là khó khăn, mà đặc biệt là hoàn cảnh gia đình hiện nay thật sự là khó. Gia đình nghèo, một nông dân rất là chân chất. Như vậy thì cái giá trị của cái học bổng Hoa Lúa này đã phát cho từng cá nhân mà hơn một năm qua là rất là đúng đối tượng. Mà chương trình Hoa Lúa chúng ta cần phải trải dài cánh tay nữa. Cái suất học bổng này xuất hiện rất là kịp thời trong cái điều kiện khó khăn, thì nó đã giúp con rất là nhiều, nó sẽ giúp con rất là nhiều và sẽ tạo động lực lớn để con phát triển thêm, để con tiếp tục cố gắng phấn đấu nữa. Tinh thần vượt khó của cậu học trò nghèo đạt huy chương vàng môn hóa học còn nhận được sự đồng cảm của lãnh đạo Sở Giáo dục Đào tạo Hậu Giang và các thầy cô ở trường. Những phần quà được trao tận tay em gửi theo nhiều kỳ vọng, mong em học tốt hơn trên con đường sắp tới. Quý vị và các bạn thân mến, cậu học trò với tính cách khá trầm lặng và kiệm lời, nhưng mỗi khi nhắc về ước mơ của mình, ánh mắt em lại sáng lên đầy tự tin và hy vọng. Bằng kết quả học tập đáng nể của mình, Chí Nguyện đã trở thành một tấm gương sáng cho em Trần Trung Hiếu, học sinh lớp 6A1, trường Trung học cơ sở Thạnh Hòa. Tuy lá thư ngắn, nhưng chính sự trong sáng của Trung Hiếu đã khiến ban biên tập chương trình cảm thấy rất vui và hạnh phúc. Kính gửi ban biên tập, sau khi xem chương trình, em có vài dòng muốn gửi đến anh Chí Nguyện. Anh Chí Nguyện thân mến, em rất thán phục anh vì anh đã có nghị lực biết vươn lên trong cuộc sống, gánh vác được trách nhiệm gia đình. Em chúc anh sẽ thực hiện được ước mơ trên con đường đi đến tương lai. Quý khán giả thân mến, cuộc đời của em Chí Nguyện hay những em học sinh khác trong chương trình Hoa Lúa đều là những mẫu chuyện kể về những mảnh đời khổ cực. Thế nhưng, chính các em sẽ là người thay đổi câu chuyện ấy bằng ước mơ của mình. Đó chính là suy nghĩ của khán giả Trần Thị Ngọc Mơ, ngụ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang khi gửi bài cảm nhận về chương trình. Chị nhìn thấy ở em niềm đam mê cháy bỏng khi em thực hành trong giờ khóa học. Với sự siêng năng và cố gắng, chị tin em sẽ nhanh chóng đạt được ước mơ hoài bão của mình. Như nhìn thấy hình ảnh của chính mình qua cuộc đời của Chí Nguyện, khán giả Nguyễn Minh Nguyên, địa chỉ huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã gửi về chương trình một lá thư với sự đồng cảm của một đứa con trai xuất thân từ ruộng đồng gian khó. Trong niềm miên man suy nghĩ, tình cờ tôi được xem chương trình Hoa Lúa của HGTV với nhân vật Nguyễn Chí Nguyện. Điều đầu tiên làm tôi ấn tượng là một cậu bé gầy gò, bốn mắt, trầm tính nhưng lại có một nghị lực phi thường với những thành tích học tập đáng nể. Hình ảnh của cậu làm tôi phấn chấn hơn, tin tưởng hơn vào nghị lực con người. Tôi liên tưởng đến bản thân mình,
tuy không còn trẻ như em chí nguyện, nhưng cũng còn đủ niềm tin để rồi quyết tâm làm việc. Mong ước của em và tôi sẽ thành hiện thực trong thời gian không xa. Bằng những chia sẻ chân thành qua từng câu từng chữ, ban biên tập chương trình quyết định chọn bài cảm nhận của khán giả Nguyễn Minh Nguyên đạt giải bài cảm nhận hay nhất. Xin cảm ơn và chúc mừng khán giả Nguyễn Minh Nguyên, địa chỉ huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ đã đạt giải bài cảm nhận hay nhất về nhân vật của Hoa Lúa. Ban biên tập sẽ trao đến bạn một phần quà hấp dẫn từ chương trình. Đồng hành Hoa Lúa rất hân hạnh khi nhận được những lá thư của quý khán giả gửi về tham gia chương trình. Xin chân thành cảm ơn khán giả Trần Thị Ngọc Mơ, địa chỉ huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. Khán giả Nguyễn Minh Nguyên, địa chỉ huyện Phong Điền, thành phố Cần Thơ. Khán giả Trần Thị Uyên Phương, địa chỉ mail vtsơn95a@gmail.com. Khán giả Trần Trung Hiếu, học sinh trường Trung học cơ sở Thạnh Hòa. Thưa quý vị và các bạn, tuần qua, ban biên tập chương trình đã nhận được một lá thư của cô Trần Thị Uyên Phương gửi bài giới thiệu về em Thu Hoàng Thuận, học sinh lớp chuyên văn trường Trung học phổ thông Kiên Dị Thanh đến chương trình. Ban biên tập chương trình sẽ nhanh chóng tìm hiểu về em Khu Hoàng Thuận và mong rằng em sẽ là nhân vật của chương trình Hoa Lúa. Quý vị và các bạn thân mến, nhân vật của chương trình Hoa Lúa kỳ này là em Lê Quỳnh Trung Tính. Cậu học trò không chỉ học giỏi mà còn nhiệt tình khi giúp các bạn học tập, siêng năng cần cù khi đi làm thêm để có thể phụ giúp gia đình. Đồng hành qua lúa kỳ này, mời quý khán giả viết bài cảm nhận về em Lê Quỳnh Trung Tính, học sinh lớp 11A2 trường Trung học phổ thông Chị Thanh. Bài viết được ban biên tập chọn là bài viết hay nhất sẽ nhận được một phần quà hấp dẫn từ chương trình. Ngoài ra, quý khán giả có thể gửi bài cảm nhận giới thiệu nhân vật để chương trình Hoa Lúa chọn ghi hình. Hoa Lúa hy vọng rằng có thể giúp đỡ thật nhiều những hoàn cảnh học sinh nghèo vượt khó học giỏi, không chỉ ở tỉnh Hậu Giang mà cả khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Bài giới thiệu nhân vật được chương trình chọn ghi hình sẽ nhận được giải thưởng trị giá 500.000 đồng. Thư gửi về địa chỉ Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hậu Giang, số 1 đường Võ Văn Kiệt, phường 5, thành phố Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang hoặc địa chỉ email hoalua.hctv@gmail.com. Chương trình Hoa Lúa hôm nay đến đây kết thúc. Ban biên tập rất mong sẽ nhận được những cánh thư từ quý khán giả. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại vào Hoa Lúa kỳ tiếp theo. Hoa Lúa cho tôi hồng mộng mơ dâng tràn bao.